Hello, welcome back to my channel StarsGame.com. Và các bạn của mình phát từ ngày đầu tiên nào. Bendy. Ok, và bây giờ thì mình sẽ chuyển sang cái thứ hai. 33. Thank you.
Wow, rồi rồi.
Không biết còn mặt nọ nó đâu rồi. Bắn rồi nhưng mà chưa tìm thấy. Lúc nãy thì mình sẽ đang bắn ở đây. Chỗ này là bắn quả cuối cùng. Phần đầu tiên thì thế thì phải lên tầng. Tìm lại chỗ này xem. Kia rồi. Oh my god. Okay. Một đoạn dây ạ. Lại quên lấy nước. Bây giờ lại quay lại lấy nước rồi. Ở đây thì các bạn sẽ chuẩn bị lấy được một thứ gì đó ở dưới. Được không? Thank you.
Ok, sau đó thì mình sẽ lên trên tầng, lắp cái này vào. Cánh cửa được mở ra. Và bây giờ thì mình sẽ tẩu thoát khỏi đây nào. Và bây giờ thì mình sẽ sang một tựa game tiếp theo. Slenderilla, The Cellar. Và tựa game này thì các bạn phải tìm tất cả 48 quyển sách, sau đó thì các bạn sẽ thoát được khỏi nơi đây. Đây có thể là phòng làm việc của bà Slenderilla ngày xưa. Một căn phòng cũng khá là rộng.
và còn một quyển sách nữa thôi là mình sẽ thoát khỏi. Ở đây thì các bạn sẽ phải tìm một chiếc chìa khóa để mở cánh cửa bên này ra. Khi đủ 8 quyển sách, lúc đó thì các bạn sẽ chuồn khỏi nơi đây, thoát khỏi một mê cung ma này. Khi đủ 8 quyển sách, các bạn sẽ mở ra. Ok, rồi. Và bây giờ thì mình sẽ chuyển sang tựa game thứ tư, Grand Theft Auto 3. Okay. Ở đây thì mình sẽ ghép được một khẩu súng. Ok.
chú đã rồi. Sẽ mở ở đây ra xem có gì không. Không có gì ở đây. So let's go. Các bạn còn phải tìm một tờ giấy có mã code. Lúc đó thì các bạn sẽ tháo được cái này ra. Cả cây. Thank you.
màu dậy có mã code. Ok, và bây giờ thì mình sẽ sang được cái tiếp theo. Let's go. Rồi, đã đủ 20 thứ tiền. Sau đó là mình sẽ tìm một cánh cửa để tẩu thoát khỏi đây này. Ủa, đây đang là tầng hầm. Ok, đã thành công. Và bây giờ thì mình sẽ chuyển sang cái tiếp theo. Meet the Hope. Let's go. Oh, man.
like you. Come back to work. To hope. Liu Zohao, watch your bengonya. So, what we got to mean, such and such, get it there. Horos, how we talk back. Let's go. Có ma viên đạn thôi, đó và cứ thế tiến sâu bên trong. Rất nguy hiểm. Bỏ tới căn phòng này, căn phòng này bị khóa rồi. Nhắn lộn. Nó là một tập game ma kinh dị.
cứ như thế rồi các bạn sẽ tìm cách để hoàn thành được phần tiếp theo của tựa game này. Ở đây các bạn sẽ quay trở về ngôi nhà cũ. Ở đó thì có một cô gái đang bị thương. Đó, ok. So. Và bây giờ thì mình sẽ chuyển sang cái tiếp theo. So, tiếp quỷ. Ok, mình sẽ phép dừng clip tại đây. Hẹn gặp lại các bạn trong clip tiếp theo.